với kênh Hoa Đất Sét Ngọc Điệp. Đây, hôm nay sẽ quay thị phạm trực tiếp cái hoa hướng dương thật. Cái loại hoa hướng dương này thì chỉ có ngày Tết mới có thôi các bạn. Cái loại này thì cái nhụy nó khác với lại cái loại mà hướng dương màu nhụy nâu đen ở trong shop hoa tươi hay bán. Đây, riêng cái hoa hướng dương này nó đẹp và ngày Tết mới có, cánh thì nó ốm dài. Đây là chúng ta sử dụng cái khuôn nhụy này. Các bạn nào muốn làm cái loại hoa hướng dương này, cái nhụy này thì có thể liên hệ với shop Hoa Đất Sét Ngọc Điệp để mua cái khuôn silicon làm cái nhụy này nhé. Chúng ta chỉ việc nhét đất vào cái khuôn nhụy và lấy ra những cái nhụy nó sẽ được như thế này. Rồi cánh hoa thì chúng ta sẽ làm ấn gân, lăn dợn, luồn kẽm rồi lắp ráp xung quanh cái nhụy hoa thôi nè. Đây, nó rất là đẹp ha. Cái nhụy hoa này thì các bạn chỉ làm đất màu vàng, các bạn phết ở giữa màu xanh số 11, xung quanh là màu nâu số 2. Cánh thì các bạn tô màu cam số 4 nhé. Đây, cái hoa nhỏ hơn mấy bên dưới nè. Cái cánh hoa này nó nở chưa hết nè. Ở trong cái nhụy nó sáng rất là đẹp. Rồi, quay cho các bạn thấy sau lưng phe, đài sau lưng của cánh hoa. Đó. Cái đài thì chúng ta sẽ dùng giống như cái khuôn cánh mà chúng ta làm thôi. Chúng ta bóp cái này nhọn nhiều hơn nè. Rồi chúng ta dán nhiều tầng vào. Rồi chúng ta sẽ gắn cái lá. Rồi phần cho các bạn xem kỹ cái phần mà nụ chưa nở thì các bạn chỉ cần làm cái màu xanh thôi. Còn bộ màu xanh của giống như kiểu làm đà, chúng ta ướp vào cái cục nhụy mé bên trong là được. Các bạn thấy không? Bên trong chúng ta cái nhụy chúng ta cũng làm cái màu xanh luôn. Chúng ta phớt chút vàng thôi là được rồi, nó ra rồi kết cấu cả cây hướng dương này rất là to. Hướng dương này đặc biệt cái ngày Tết người ta mới trồng mới có được. Đây, cái thân rất là to và nhiều nha.